Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube Bán Đất Nền Nha Trang của Hùng. Hôm nay Hùng muốn mời các bạn đi xem một lô đất ở xã Vĩnh Thạnh, có diện tích là 245m, thổ cư 190m, giá tốt nhất thị trường xã Vĩnh Thạnh. Bạn nào muốn biết giá hãy liên hệ với Hùng qua số điện thoại 0967 269 585. Còn bây giờ Hùng muốn mời các bạn đi xem và xem đường vào lô đất nha. Hùng đang có mặt tại đường 23 tháng 10, ngay ngõ đèn xanh đèn đỏ vào chợ ga Vĩnh Thạnh. Xin mời các bạn, chúng ta cùng bắt đầu đi nào. Giờ mình vào chợ ga Vĩnh Thạnh nha các bạn. Lô đất này phù hợp cho các bạn an cư lập nghiệp, đầu tư. Bởi vì giá đây là giá rất là tốt, thật sự tốt, hơn thị trường Vĩnh Thạnh rất là nhiều. Có đi nhiều nơi thì Hùng mới hiểu được giá cả thị trường và am hiểu được thị trường như hôm nay. Đây là chợ Vĩnh Thạnh đây các bạn. Đây là Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh. Đây có cái biệt thự to nè. Hùng cũng có mấy lô ở đây nè. Xin nhắc lại là lô đất này có giá rất là tốt, tốt hơn thị trường Vĩnh Thạnh rất là nhiều. Nếu bạn nào muốn biết thông tin và muốn đầu tư hoặc là mua lô đất này để ở thì hãy liên hệ với Hùng nha. Lô đất này có thể chia thành hai lô, mình bán rất là ngon, có hai hướng, hướng Tây và hướng Đông, hướng chính Tây. Giờ mình vào đường Phú Trung nha. Các bạn ráng kiên nhẫn đợi xíu nha các bạn. Bởi vì Hùng muốn cho các bạn dễ hình dung con đường từ đường 23 tháng 10 vào lô đất nó như thế nào, nên có lẽ nó hơi lâu một xíu, nên mong các bạn thông cảm. Ở đây là trường mầm non chợ Vĩnh Thạnh nè, điểm Phú Trung à. Đường này là ô tô vào thoải mái nha các bạn. Giao thông thuận tiện cho mình chở gạch chở đá rồi đi xây nhà. Mai mốt đám cưới con cái rồi đi nó cũng dễ nữa. Rồi giờ mình tới ngay ngõ đây. Ngay ngõ cái biệt thự nhỏ nhỏ đây nè. Đó, cua vào. Đường hiện trạng là khoảng 8m nha các bạn.
Đây, vô luôn ở đây nè. Lô đất đây các bạn. Đây, nếu mà quay về hướng bên đây là hướng Tây nè, chính Tây. Diện tích là 240 m. Bên này là hướng Tây nè. Còn quay về bên đây là hướng Đo, hướng Nam. Chào con. Em quay hết cái bờ tường ngay đây. Từ đây đi hết cái bụi cây kia là kết thúc. Còn lô bên bên bờ tường bên kia là của người ta. Dạ. Bên đây mặt tiền, vị trí hai mặt tiền à. Mặt tiền bên đây 11 m. 11 m nè. Bên kia chiều dài bên kia cũng 11. Bên này là cỏ cơ cảnh. Dạ. Khu vực này là nhà cỏ. Dạ. Mặt tiền bên đây 11 m nha con. Dạ. Từ đây qua đây là 11 m. Đến kết cái bơ thúc bờ tường cái que này. Chiều dài 20. Dạ, chiều dài 20 m. Ngang 11. Dạ. Trước mặt đường đi 30 m nè. À. Mai mốt mở rộng đường là sao? Dạ. Cao cho các bạn hình dung rõ. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Nếu mà thấy thích cái lô đất này thì hãy liên hệ với Hùng qua số điện thoại 0967 269 585. Hùng sẽ dẫn các bạn đi xem.